Hi, xin chào mọi người, lại là Ngân đây. Giờ này ở Việt Nam chắc mọi người đang bận rộn chuẩn bị Tết. Trong video này mình sẽ dẫn mọi người đi đón Tết Tây ở Chicago. Nếu bạn thích video thì ủng hộ mình một subscribe nha. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi ngắm toàn cảnh thành phố Chicago từ tầng 103. Hòa vào dòng người tấp nập và đón năm mới tại thành phố lớn thứ 3 nước Mỹ. Địa điểm đầu tiên mà bọn mình muốn dẫn mọi người đi là Sky Deck, nằm ở tầng 103 của tòa nhà Willis Tower, nằm ở trung tâm Chicago. Sky Deck nằm ở độ cao 412m, giúp bạn chiêm ngưỡng được vẻ đẹp Chicago một cách bao quát nhất. Giá dao động từ 33 đến 42 đô cho một vé thường của người lớn. Với vé này, bạn phải đi qua một mê cung giới thiệu về thành phố trước khi được lên tầng 103. Em cũng đáng vậy. Má đi mù con mắt luôn, chưa thấy đâu hết. Đối với các du khách khác, có thể đây sẽ là một trải nghiệm tốt để hiểu rõ hơn về thành phố lộng gió này. Thế nhưng với hai đứa vừa đi rã rời cả ngày ở ngoài đường như hai bọn mình, thì đây lại là cả một sự tra tấn. Nãy giờ mình đi với hầm. Có một tip nhỏ là nếu bạn nào muốn ngắm nhìn Chicago từ khi trời còn sáng đến khi thành phố đã lên đèn thì nên chọn khung giờ hoàng hôn. Đây cũng là khung giờ vàng nên thường hết vé sớm hơn các khung giờ khác. Bọn mình mua vé trễ nên chỉ mua được vé buổi tối thôi. Năm mới, khách du lịch đổ về khá đông nên giá cũng đắt hơn mọi khi. Nếu có bạn nào hỏi mình là có nên lên Sky Deck khi tới Chicago thì mình nghĩ là sẽ tùy. Nếu bạn muốn trải nghiệm ngắm nhìn thành phố từ một trong những tòa nhà cao nhất Chicago, bạn có thể chọn nơi này. Nếu không quá quan trọng, bạn có thể tìm một quán cà phê hay nhà hàng rooftop. Mình dám chắc view vẫn sẽ đẹp mê mẩn. Đúng là cái chỗ tối chắc ok hơn hả? Rời khỏi Sky Deck, bây giờ bọn mình đi dạo khắp phố phường để chuẩn bị đón một năm mới sắp sang. Để bọn mình dắt mọi người đi lang thang trên đường phố Chicago vào đêm giao thừa nha. Mọi người nhìn thoáng đãng không có tuyết vậy thôi chứ ở ngoài thì rất là lạnh. Nhiệt độ khoảng 0 độ hay là âm 1 độ gì đó. Nhưng mà bởi vì Chicago ở gần hồ, gió thổi vô thì rất là lạnh. Còn khúc này thì đuối quá, đi cả buổi chưa dừng chân chỗ nào hết. Nên ông chồng mình ổng mới ngồi lên cái vòi cứu hỏa nè. Cái gì vậy? Rồi. Hỏi ông vậy? Nhấn cái vòi cứu hỏa đi, mày cạo đi. Hai đứa mình lúc đầu thì muốn đi bộ ngắm phố phường, lúc sau thì do bắt xe bus với tàu bị nhầm nên cứ đi bộ hoài. Tuy là đi mệt nghỉ nhưng mình vẫn rất vui. Chicago thì cực kỳ nổi tiếng về bạo lực súng đạn nên lúc chưa đi mình cần hỏi chồng là có nên mang áo chống đạn không. Nhưng mà thực ra thì tới nơi rồi thì mọi thứ cũng bình thường à mọi người. Buổi tối nếu bọn mình muốn lên hạt đậu hoặc là vô công viên Millennium Park thì phải xếp hàng để kiểm tra an ninh.
Xếp hàng dài lắm nên là bọn mình quyết định không vô luôn, bởi vì bọn mình đã vô hồi sáng rồi. Đâu đâu trên đường cũng là các cặp đôi hoặc gia đình tay trong tay để chờ đón thời khắc chuyển giao của năm. Không khí yêu thương tràn ngập khắp mọi con đường cũng như mùa Tết ở Việt Nam vậy ha. Bây giờ vợ chồng mình đang đi qua Navy Pier để xem pháo bông đón năm mới ở đây. Các bạn thấy đường xá cũng bình thường, không có kẹt gì ha. Vì không phải ai cũng đi xem pháo bông, nhiều người sẽ chọn giữa các New Year event khác. Và Tết thì Chicago thì cũng như Sài Gòn thôi, nhiều người dân sẽ về quê để đón năm mới bên gia đình. Ở Navy Pier cũng có khá nhiều người đến xem pháo bông để mừng năm mới. Tuy nhiên, nếu so với Sài Gòn thì chắc chắn là không nhiều bằng rồi. Nếu ai đã từng đón năm mới ở Sài Gòn thì chắc không thể nào quên được cảnh ra ngoài lúc 8 giờ đêm, chờ đến 12 giờ để coi pháo bông 15 phút, rồi vật lộn thêm mấy tiếng để về nhà phải không? Nói ra cái nhớ Sài Gòn ghê. Vậy là năm Nhâm Dần đã đi qua để chờ đón một năm Quý Mão sắp tới. Năm mới tượng trưng cho một chương mới trong hành trình của chúng ta. Mong rằng mỗi người đều có thể bỏ qua những chuyện buồn năm cũ và sống hạnh phúc, vô ưu như một chú mèo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Mình chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau của mình nha.